Ồ, tham chim cô gái chào các bác. Thì qua một số bạn đã mua chè than bánh tẻ bổi của mình, hoặc là chè non hoặc là chè già, cũng có những cái có người thì rất là sỏi, có người thì cũng chưa được có kinh nghiệm. Thì hôm nay mình chia sẻ cái clip là cách chuẩn bị thức ăn và cách nuôi úm chè bổi. Thì về cơ bản nguyên liệu gồm có như sau. Thì các bạn thấy là đây là chúng ta đang làm công việc là vào cám. Thì đây là cái cám này là cám gà con, có thể loại mảnh, loại viên, loại 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 cám 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 cò đấy. Thì chúng ta có thể là để sột sệt như thế này. Chúng ta pha sột sệt như này. Đó. Chúng ta pha sột sệt như này. Và nguyên liệu chúng ta thì chúng ta chuẩn bị một cái thịt này, nó gọi là cái thịt ba chỉ nha các bạn nhé. Thịt ba chỉ. Các bạn băm băm nó nhỏ nhuyễn ra. Đó. Và đây là những chú chim của chúng ta đang chòe này thì mình đang cung cấp cho thị trường rất là nhiều. Trong nhà lúc nào cũng có rất là nhiều lồng như thế này. Thì chúng ta sẽ tìm kiếm những chú chim đực và chúng ta sẽ để cho anh em nuôi úm. Đó. Thì cái giống chòe này nó là cái giống nó ăn ở ngoài thiên nhiên, nó là ăn giun ở đất và ăn sâu rồi ăn những côn trùng đấy. Thế nên là các bạn vào cám là các bạn phải có những cái giai đoạn để các bạn dùng cái thịt băm này, thịt ba chỉ băm này, băm nhuyễn, xay nhuyễn được. Cái loại này tại sao là tôi khuyến cáo các bạn dùng thịt? Nếu mà các bạn dùng sâu thì nó sẽ không quấn vào cám mấy, chính vì cái lượng cám nó bắt vào sâu không nhiều, và chúng ta mua sâu chúng ta vừa tốn kém lại vừa khó mua, hoặc là nó khó vào cám lâu hơn. Thì một trong những cái kinh nghiệm mà các bạn úm này, các bạn dùng nguyên liệu như thế này. Còn cái chuồng thì các bạn, nếu như các bạn nuôi thì các bạn, vì nó là cái bẫy ở ngoài rừng, nên ra là khi về nó sẽ rất là nhát, nên là các bác lên quấn kín hoặc là làm những cái không gian lồng nó cũng không lên rộng quá, bởi vì rộng quá thì chúng sẽ bay nhảy và chúng sẽ hoảng loạn, chúng càng nhát và chúng sẽ mệt mệt do quá trình hoảng loạn bay nhiều, chúng sẽ mệt và chúng sẽ suy nhược và chúng sẽ có thể là gây đến tử vong. Thì chúng ta lên nhốt một cái lồng như thế này là khoảng 10 con hoặc là 8 con thì chúng ta sẽ vào thịt, vào cám rất là dễ. Cái bản tính của chúng thì cũng rất là dễ thuần thôi. Và những con chòe này là những con chòe đực, thì các bạn thấy là tôi đã đăng lên là trong nhà lúc nào có số lượng rất là nhiều để phục vụ cho anh em toàn quốc. Và tôi đảm bảo với các bạn là đực và cái là cái, và chè lon bánh tẻ là lon bánh tẻ, già là già. Thì cũng có những bạn mua về úm thành công và nuôi đó, thì cái giá của nó cũng chỉ dao động ở trên dưới 300 ngàn một con thôi, chè đực. Thế thì tùy vào cái mức độ xa gần và vận chuyển thì các bạn có thể liên hệ thẳng cho tôi số điện thoại là 0163530592. Cái kênh chim cú gáy của tôi thì rất là nhiều người quan tâm, và chính vì vậy tôi cũng đã tranh thủ, tôi đã mua được những cái chú chòe than bánh tẻ này của anh em thợ bẫy, và tôi sẽ úm và tôi sẽ bán dần cho các bác. Đấy, có thể là nó cũng chưa vào cám hẳn hoặc nó đã vào cám hẳn, thì tùy vào thời điểm, tùy vào cái giá thành. Đấy, các bác thân mến, thì cái loại này chúng ta nên để vào những cái chỗ tĩnh, sau khi chúng ta cho cám cho thức ăn mà chúng ta sẽ để vào chỗ tĩnh kín đáo và không động đậy, thì bản năng đói thì nó chúng sẽ bầy đàn, chúng sẽ một con ăn thì chúng sẽ biết là ăn được và uống được thì chúng sẽ ăn. Thường chúng ta vào cám như thế này, chúng ta sẽ vào cám như này đó, nó chúng ta vào cám như này thì chúng ta sẽ trong vòng khoảng 3-4 ngày thì chúng sẽ không cần thịt, chúng sẽ ăn cám. Thì tôi minh họa luôn, đây tiện tí nữa tôi sẽ rửa lại tay, tôi minh họa luôn là cái thịt băm này các bạn mua là gọi là thịt nửa nạc nửa mỡ nhá, nó gọi là thịt ba chỉ các bạn ạ. Đấy, khi các bạn ve ra nó phải như thế này này, nó vừa miếng để cho con chòe nó rỉa 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 và nó ăn. Thế còn cái cách mà chúng ta vào thì như sau. Đây là chúng ta sẽ cho cái thịt này vào. Đấy, chúng ta cho thịt vào. Rồi từ từ thôi, từ từ thôi. Đấy, chúng ta sẽ năn yên yên bỏ thìa đi. Chúng ta sẽ trộn trộn với cám đây này, đó. Tỷ lệ thì chúng ta tùy,
Nếu như mới thì chúng ta sẽ cho thịt nó khoảng 50% và cám là 50%. Còn nếu như mà nó đã quen dần rồi thì chúng ta chỉ cho thịt ít thôi. Chúng ta năn trộn với cám nhiều vào. Đấy, các bạn thấy là đây này. Đây là đó. Thì chúng ta biết là đây là nó ăn thì cái cám này nó quấn sâu, quấn cám, cái thịt băm này nó quấn cám rất là tốt. Đấy các bạn, những một cái cống như này nó sẽ cung cấp cho con 10 con chòe ăn trong vòng một ngày, thậm chí vẫn còn có dư. Nhưng mà sau một ngày thì các bạn nên bỏ ra cho gà nó ăn, không nên để lưu cữu chua. Đấy, và sẽ cho có, nếu như mà cái cống uống thì các bạn có thể là mua cái thuốc điện giải hoặc là thuốc đi ỉa để cho nó phòng luôn. Đó, thì con chim nó sẽ, vì nó đang ở ngoài thiên nhiên nó ăn rất nhiều thức ăn, mà các bạn chỉ cho ăn duy nhất như thế này thì nó sẽ phải phòng. Đó, tất nhiên nếu như các bạn không dùng thuốc đi ỉa cũng không sao, nhưng đấy là tôi vẫn sẽ mở rộng như thế và các bạn cho nó vào. Đó, đó. Thì cái lồng này thì tôi lấy bằng cái lồng này, các bạn này. À, trên cái cửa này tôi cho nó vào. Cho nó vào. Tôi sẽ bỏ bớt một ít ra đây để tôi cho xuống cái khay. Các bạn có thể lấy một cái khay khay đó. Và tôi sẽ mồi nó bằng cách như thế này. Ngày đầu tiên thì các bạn nên để nó nhiều nhiều thịt một chút nó, và nó sẽ ăn các bạn ạ. Rồi ok, và một chút nữa là tôi sẽ cho cái này vào. Cái này thì nó cũng dễ quá, các bạn có thể lấy lại một cái khay đá. Khay đá này thì các bạn nên cho nó một ít thôi các bạn ạ. Đó. Thì nó sẽ ăn, nó ăn theo bầy đàn, nó sẽ ăn theo bầy đàn nhé. Các bạn lấy là nếu thôi bỏ ít thôi nhiều quá đấy, thì nếu như các bạn cẩn thận các bạn có thể cho một ít nước ra đây. Đó. Thì bản năng của nó là nó ăn ở dưới mặt đất là nhiều, nó kiếm săn mồi, kiếm mồi ở mặt đất đấy, sâu xít hoặc là những con ấy. Thì các bạn nên để như thế này. Đó. 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 Đây là các bạn mua những cái con gì mà tôi bán ra trên thị trường, cái con chim khu gáy, con chim đa đa, con chim chòe than hoặc là con chim gì, thì các bạn sẽ nhận được những cái sự chuyển giao về những kỹ thuật. Đó. Nào. Đó, thì đây là cái tôi sẽ dùng cái này, tôi đưa nó vào đằng cái cửa để cho những con ở dưới nó ăn. Đây, các bạn thân mến, đó. Những chú chòe chúng ta rất là hiếu động. Và một trong những cái điều là các bạn dùng cái khay đá nhỏ này thì nó sẽ ăn ngay. Đó. Mặc dù nó 2-3 ngày đầu thì nó hơi mất vệ sinh một chút, nhưng mà thôi, chúng ta đam mê. Đó. Tôi sẽ chụp. Tôi xin nhắc lại lần nữa là nếu các bạn mua chòe than non như thế, tầm như thế này, thì giá cho một chú chòe mà được bảo hành tuyệt đối là chim chòe đực, thì dao động nếu như vào cám hay chưa vào cám nó dao động là trên dưới 300.000. Đó, tất nhiên là các bạn nên gọi điện trực tiếp, tôi cũng sẽ thông báo cụ thể trong mọi trường hợp. Đó, thì cái giá thành nó là tầm như vậy, bởi vì các bạn phải thừa hiểu là tôi cũng đi mua những cái người bẫy, và tôi cũng phải mất công để úm làm sao mà phải đảm bảo là chim đực cho các bạn. Đấy là cái kinh nghiệm để chúng tôi duy trì cái thương hiệu lâu dài và cung cấp ra chim cảnh
cho các bác chơi và các bác đạt được cái nguyện vọng của các bác. Đấy, đây là những con này bổi đấy, nó cũng bắt đầu úm được hai ngày rồi. Đấy thì các bạn ở các tỉnh xa thì yên tâm là khi chuyển đi thì tôi cũng sẽ có cho nó ăn, và thậm chí nếu xa quá ăn tôi sẽ gửi theo cả lồng cả nước uống cho nó. Bởi vì giống chòe này nó là giống chòe, nó là diều trong, nó không lưu trữ được thức ăn nhiều, hoặc nó như không như chim cu. Nó sẽ chim cu thì nó có thể nhịn được khoảng 2 ngày các bạn ạ, nhưng chòe này có thể hơn 1 ngày, nó hoặc là thời gian nó có thể ngắn hơn. Đấy thì một lần nữa tôi xin để lại số điện thoại là 01635305982 hoặc là 0989177982. Các bạn có thể mua chim cu, mua chòe than, mua chim đa đa hoặc mua đà điểu giống thì liên hệ mình tên là Thao, địa chỉ là thuộc cổng trại đà điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và ngày nào tôi cũng chuyển những đơn hàng chim cu và những cái sản phẩm tôi vừa nói xuống đến bến xe Mỹ Đình. Từ bến xe Mỹ Đình sẽ có một cái đội ngũ sẽ sang xe để chuyển đi từ xa Bắc Nam đến gần, rồi các khu vực miền Bắc, hoặc là các bạn có thể đến khu vực Mỹ Đình các bạn có thể nhận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Cuối video mình không biết nói gì hơn, xin chúc các bạn có được những niềm vui từ những chú chim cảnh của các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Và trên cái video này có cái sự chia sẻ như vậy, nếu như các bác nào đã biết thì xin bỏ qua châm trước. Tôi không muốn, tôi rất là thích các bạn có những cái lời động viên để tiếp tục làm video. Còn những cái lời comment không muốn nghe thì mong các bạn nhẹ tay để làm động lực cho những anh em khác. Đây là cái sự chia sẻ cộng đồng, đây là cái cách vào cám của mình cho những chú chòe bánh tè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn có thể đăng ký kênh YouTube trên YouTube là kênh Chim Cu Gáy Hay, với cái cụm từ là Vũ Văn Thao hoặc là Chim Cu Gáy Hay thì các bạn có thể tìm thấy kênh của mình. Hoặc là các bạn có thể vào Facebook là Chim Cu Gáy Hay đó, thì các bạn có thể là kết nối với mình và theo dõi những cái bài đăng hàng ngày của mình, những cái chủ đề chia sẻ từ cách nuôi úm đến chữa bệnh, cách huấn luyện nuôi sinh sản chim cu. Cuối video thì xin dừng lời tại đây, xin chúc các bạn có một ngày làm việc thật hiệu quả. Thân ái chào tạm biệt. Nếu thấy video bổ ích thì các bạn có thể ấn vào nút đăng ký để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo, hoặc là bấm vào cái biểu tượng chuông để nhận được những thông báo có video mới. Thân ái chào tạm biệt.